sai sai, có khi lấy cái kéo này mà cắt này. Đây bóc lên bằng gì? À. Cái bịch kiếm lá sọc. Cái dòng này đúng là chơi đồ hàng các bạn ạ. Bởi vì để một cái cây như thế này mà đến lúc mà nó ra được hoa thì thường sẽ phải mất khoảng 3 đến 4 năm. Đó, nhiều đời thì nó mới trở thành cái cây trưởng thành được. Đó. Đây là một cái cây cái bịch mà tôi lấy của chỗ anh Hoàng Giáp Orchid trong Sài Gòn. Anh Hoàng Giáp thì vườn của anh Hoàng Giáp thì lên Hoa Lan TV rất nhiều lần rồi. Thế thì chỗ của anh Giáp là có một cái kiểu như cái phòng ngu ấy. Thì cái cây mà lá kẻ này, cây kiếm lá kẻ này là gọi là giống, là giống Phan Chí. Đấy, sau đó thì lấy cái cây ấy và nhân giống nó ra cái cây kẻ, xong rồi lấy cái cây kẻ đấy để nhân mô và trồng ra cái này. Thì nhiều người thì nói là nếu mà với cái cách như thế thì cái độ kẻ của nó sẽ ổn định, mà tuy nhiên thì tôi cũng chưa thể biết được. Tức là mọi người nói như vậy nhưng mà cá nhân tôi thì chưa thực chứng. Nên là thôi bây giờ mình cứ đấy, cứ làm trồng chơi cho vui. Cứ đổ thẳng vào đây được. Thì cái này thì chỉ là một cái chậu nước sạch của tôi thôi. Nhưng bây giờ sẽ cho vào đây xong rồi sẽ rũ sạch cái bỏ cái chất kết dính này đi. Sau đó thì sẽ để nó lên giá, lên một cái rổ, rổ 2 ngày, 1 đến 2 ngày thôi. Thì nó khô, có khi là nó xe hết rồi, rồi em trồng. Cái này nhỏ, với cái loại nhỏ như này thì có thể trồng trực tiếp vào sơi rổ vụn cũng được. Hoặc kể cả là cái Nijitaki của chỗ anh Kim Giáp à chỗ anh vỏ cây thông thì sao cũng được. Bây giờ là nó dễ nó đan vào nhau, cho nên là phải cái này là phải vừa nhẹ nhàng để làm sạch cái thạch đi và vừa để nó không bị đứt cái rễ các bạn. Đấy, cái lá này là vàng hoàn toàn này, lá này thì là gọi là âm dương này. Có khi cứ lụa cho nó sạch cái đấy đi đã em ạ. Cho nó sạch cái đấy đi thì là nó sẽ không còn cái bám. Hiện tại cái chỗ đấy này vừa nó giữ chặt vào nhau mà vừa nó bám vào nhau nhưng mà vừa để nó cái thạch nó giữ. Rất đẹp nha các bạn nha. Tất nhiên các bạn hình dung là cây nó rất là nhỏ. Đấy, cây nó rất là nhỏ thôi. Vì nó ở trong bịch thì nó chỉ như thế này thôi. Chứ có những người ấy, tôi biết là có những người đi mua cái bịch này về trồng. Khi mà nhận bịch ấy thì không hình dung ra. Thì là bắt đầu phàn nàn là tại sao cây nó bé thế. Nhưng mà các bạn hình dung là cả cái bịch nó chỉ to mỗi chiều, một chiều khoảng 10-15 phân. Thì cái cây nó chỉ thế thôi chứ. Cây nhân mô nó vậy thôi. Thì nó như là trong chai cũng vậy, thì nó cũng chỉ dài kiểu như này thôi. Còn nó có những cái cây ấy, là kiểu người ta cấy truyền. Ví dụ như là đây là cái bịch này là bịch từ 10, khoảng 10 cây. Nhưng họ có một cái bịch, một loại bịch mà 2 cây. Tức là khi mà có những cái cây nó nhỏ mà nó đạt cái tiêu chí này ấy, thì họ cấy truyền vào trong một cái bịch chỉ có 2 cây thôi. Thì như vậy thì cái cây nó sẽ to hơn. Còn như thế này là người ta gieo nó lên như thế nào thì người ta cấy vào đây thì nó lên như thế thì cây nó nhỏ. Nhưng mà được cái là trước mắt là nhìn thì thấy nó khá là ổn. Bây giờ sẽ làm sạch mà lấy nó ra, sau đó thì sẽ xử lý 2 ngày nữa sẽ trồng. Cắt này bị đứt mất cái đấy thì kệ nó thôi, không sao, chuyện nó cũng bình thường thôi mà. Cắt nhá. Nó có những cái nó xoắn vào nhau, nó móc vào nhau thì không tránh được.
Đấy, đây, một cái cặp này rất đẹp này. Tiệm đẹp không ạ? Chơi đồ hàng này. Cây, nếu tính cây này là 4 cây rồi. Cây này đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn đấy. Đấy, này. Những cái này thì sẽ trồng, thì thường là sẽ trồng vào những cái cốc thật nhỏ thôi các bạn nhé. Nó cốc to nó chỉ có tổ lãng phí và nó không ấm rễ, nó càng kém phát triển thôi. Cứ trồng vào những cái cốc nhỏ nhất đấy, cái cốc nó cỡ khoảng độ 8 hoặc 10 là cùng thôi. Hoặc là to nhất là 12 thôi, đừng có trồng loại 14, 16 nó quá to. Không giải quyết vấn đề gì cả, tốn giá thể mà lại ấy. Cái này âm dương đẹp không? Nói thật là khi mà mua cái bịch này ấy, thì là cái chỗ của anh Kim Giáp là anh ấy có cái lô này chỉ có hai đâu 20 bịch thôi. Đây là có cái rễ mà nó vàng này là nó bị thối nha các bạn này, thì tôi sẽ phải tí nữa tôi sẽ phải tỉa thật kỹ cái này đi, sau đó thì sẽ xử lý ngâm qua một chút để phòng nấm chống thối cho nó, sau đó thì sẽ để trên cái giá, để trên cái giá cho vào trong cái tầng 1 ở dưới kia chỗ thoáng mát cho nó làm quen với môi trường đã. Bây giờ nó vừa mới ở trong bịch ra, tức là trong kia là trong phòng, thì trong phòng lab chuyển ra ngoài, người ta chuyển ra ngoài 3 ngày thì bắt đầu chuyển xe ô tô từ trong trong Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Cái này thì nếu mà có thì chuyển bằng ô tô như vậy là yên tâm nhất, chứ còn nếu mà chuyển chuyển theo cái đường bưu điện ấy, thì họ quăng quật cái hộp là nó sẽ lộ tùng phèo, nó vỡ, nó tè le ra hết đấy. Nhưng mà cái này thì đóng rất cẩn thận, tôi quên tôi không quay cái hộp mà lúc tôi nhận, nhưng mà đóng vào hộp cố định rất là chắc chắn, sau đó thì gửi nhà xe thì họ xếp theo đúng một chiều thôi, nên cây ra nó khá là ok. Thì cái bịch này là tôi với cả ông chủ này anh quý đấy, mỗi người chung nhau một nửa, gọi là chung niềm đam mê, Đam gọi là đam mê thì chung nhau. Mà các bạn hình dung là thế này không gọi là đam mê là cái gì, bởi vì để một cái cây như này mà thành mấy cái chậu mà nó ra được tác phẩm ngắm hoa này, nói chung là nhanh là 3 năm, còn nếu mà không thì phải 4, thậm chí là 5 năm. Nếu mà nó ấy quá thì để trồng kép đi, không dứt nó đứt thì nó cũng sẽ bị chột, trồng kép cũng được mà. Ở ngoài nó còn nhiều rễ lắm Toàn tuy hay cắt ra để, bởi vì nó nhiều rễ nó bị gập ấy, nó vẫn phải cắt mà. Để em ngắm ngắm kỹ, nếu mà nó quấn, nhiều vòng xoắn vào nhau quá mà, thì để nguyên trồng gọi là chậu đỗi. Vì là những cái loại này thì sau này là nó sẽ đẻ ra con, khi con nó trưởng thành thì mình sẽ lại phải tách tiếp mà, chứ còn những cây này nó chỉ là cây giống thôi. Đây là đúng là trình độ bác sĩ đấy, sắn bác sĩ phẫu thuật tít tờ đấy, nó xoắn vào nhau rồi, tại vì rễ thì nó nằm ở trong đấy thì nó cứ chỗ nào tiện là nó đan vào nhau thôi, nhưng mà hai cây này là rễ khỏe nhất và nó thôi, lại để nhá. Để. Đây xem nào. Kể ra mà tách ra được thì hay hơn, nhưng mà nó xoắn mấy vòng vào nhau như này, xoắn mấy vòng để thì tôi đang cầm một tay tôi quay. Nó mọc dài lá ra thì nó bị tì vào nhau ấy, nên nó bị gập mất cái lá này, nhưng mà không sao, quan trọng là nó khỏe mạnh, nó sống được là ok.
Thì cái này thì xử lý xong nó rồi chăm nó như chăm trẻ con đó các bạn. Các bạn chăm, bạn nào có vợ có con rồi mà chăm trẻ con như nào để chăm những cây này như thế, tức là từ chế độ phân thuốc các thứ là hết sức là lưu ý ở chế độ là liều cực nhẹ và cho ăn nhiều lần. Và nếu mà táng nhiều thuốc quá là nó sốc, nó có thể ra đi. Thậm chí những cái loại này nhé, nó các bạn là trồng đến năm thứ 2, thứ 3 rồi nó vẫn cứ đi, cũng là chuyện bình thường nhé. Đừng có là để một cái cây lan này nó thành một cái tác phẩm chơi được, không đơn giản đâu. Thực ra thì với số tiền để mà mua cái bịch này, hoàn toàn tôi có thể đi mua một cây kiếm lá sọc để chơi. Nhưng mà như thế thì nó không còn cái thú của cái việc là mình tìm một cái giống lá kiếm, gọi là lá sọc, nhân giống từ Phan Chí lên để mình chăm dần nó lên thành một tác phẩm để mình chơi. Nó có cái giá trị của nó, gọi là người cuộc chơi này nó rất công, nó gọi là lắm công phu là cái chỗ đó. Đấy, đây là toàn bộ cái số mà sau khi đã dai chai xong nha các bạn nhé. Nếu tính gọi là đầu to nhỏ lớn bé là được 11 đầu. Thì mỗi một cây nó một vẻ khác nhau. Thế nhưng mà tôi thì tôi rất là bận, mà là cái điều kiện ở nhà tôi thì nó không được thoáng lắm. Cho nên là thôi, toàn bộ cái rổ này sẽ đưa cho anh Quý về, anh ấy sẽ xử lý và anh trồng. Trồng bao giờ nó lớn thì ta làm quả coi như là nó rau giống như kiểu là tiệc chia của ấy. Lúc đấy mới vui rồi các bạn ạ. Còn bây giờ thì cái mục tiêu là cứ ấy để cho nó sống. Vườn của anh, tôi chưa đến vườn của anh Quý đâu, nhưng mà hôm trước hai anh em có gọi là Campuchia chung nhau một cái cây nữ hoàng biên tím, nhưng mà anh về anh tách ra nó lớn nhanh hơn nhiều so với ở vườn của tôi. Như vậy là cái điều kiện ở đấy nó rất là thoáng mà anh lại chăm được. Tôi thì nguyên YouTube là mấy kênh, xong lại làm suốt ngày đêm, xong lại còn nhiều trò, thế nên là không có nhiều thời gian. Cái hai nữa là nói thật, tôi không có kỹ năng chăm những con hoa bé đâu. Thôi, cái này sẽ chuyển cho anh Quý về anh chăm. Đấy, về anh chồng. Đấy, sau khi mà chồng xong thì nhờ, hoặc là anh nhờ anh Quý, anh của anh, hoặc là tôi sẽ đến để quay cái thành phẩm mà chồng xong ấy. Rồi lâu lâu có gì lại quay lại đưa lên Hoa Lan TV để cho mọi người cùng theo dõi và theo từng bước trưởng thành của nó nhé các bạn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Tôi về cơ bản là khi mà nhận con giống mà lúc ra chai thì khá là ưng ý, cây tương đối khỏe mạnh, chỉ bị mốt 1-2-3 lá hay là nó do nó dài thì nó ở trong cái bịch ni lông nó chật hẹp quá thì nó bị gập lá thôi, chuyện đó bình thường, không phải tránh được các bạn. Cái này thì không quan trọng, lá này không quan trọng, nghĩa là nó cây nó cứng cáp, dễ nó ổn, không có hiện tượng gì cả. Thế là mình về mình sẽ xử lý rồi anh Quý sẽ trồng. Ok, cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn tiếp tục theo dõi và đồng hành ủng hộ Hoa Lan TV nha. Đây, ông chủ cầm về nhá. Hai ông chủ. Bây giờ cứ biết ông cầm về là ông chủ chính. Ok, cảm ơn các bạn. Và tôi là người đầu tiên, anh ấy đưa toàn bộ cái lô đấy để tôi muốn lấy cái bịch nào thì để lấy. Thì tôi có cái rất có cái cảm hứng với cái bịch này. Cái bịch này ở trong bộ của anh đánh số, có mã số theo từng bịch, thì là cái bịch số 15. Tôi định lấy một cái bịch nữa là cái bịch số 5 cơ, là hai bịch. Thế nhưng mà thật các bạn là sau đó thì cái hôm đó là tôi đang kẹt tiền quá, không đủ tiền để lấy hai bịch. Thế cô quyết định là thôi lấy bịch rồi. Cuộc chơi thì nó còn dài mà, biết thế nào cho nó vừa ở đâu. Mình mua đến 10 bịch thì lòng mình vẫn muốn mua nữa. Thế nhưng mà mua hai bịch thì thôi, thì
về là chăm nhân nó lên dần để chơi. Đấy. 3 cây này, 4 cây này, 5 cây, 6 cây rồi. Dễ nó đan vào nhau. Đấy. Cây này thì cũng âm dương. 7 cây này. Cái này là nhìn sơ sơ có vẻ là được 11 cây. Phải là 11 đồng. Đấy, nhưng mà dễ nó xoắn vào nhau.